Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn tiếp tục quay trở lại với trận đấu giải quần vợt nhân dịp thành lập diễn đàn Tennis miền Bắc đang diễn ra tại cụm sân của khách sạn Nam Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Bên phía tay phải của trọng tài là đôi vận động viên Ký Vườn Xoài. Ninh Hạ Long à? Ninh Hạ Long và Ký Vườn Xoài, còn phía bên tay trái của trọng tài là Huy Từ Sơn và Khoa In. Các bạn đang xem là ở vòng đấu thứ 3 của nội dung 13,3. Và vừa rồi là một tình huống mà Huy Từ Sơn ăn điểm 15 đều. Huy Từ Sơn là vận động viên cầm ra bóng game đấu đầu tiên. 15 đều. Một trong những cái pha bóng mà Khoa In đáng nhẽ ra không nên vào bóng, Khoa In nên đứng sát lên chân lưới hơn một chút nữa. Bởi vì vận động viên Khoa In không phải là một vận động viên biết đánh lưới. Khoa In rất hay ở trong những tình huống ở dưới cuối sân, nhưng nửa sân trên thì Khoa In không phải là một vận động viên hay. Và sau khi tôi vừa nói xong thì Khoa In cũng đã tận dụng được một cái pha bóng giữa sân để đập bóng ăn điểm ngay trên đầu lưới. 30 đều cho Huy Từ Sơn Khoa In. Giao bóng rất tốt. 40-30. Tốt tốt tốt. Bốn mươi ba mươi. Vâng, kết thúc game đấu đầu tiên, Huy Từ Sơn đã giữ được game giao bóng của mình, 1-0 cho Huy Từ Sơn và Khoa In. Game đấu thứ hai, Ninh Hạ Long sẽ là vận động viên cầm giao bóng. Các bạn vừa xem live stream trước thì Huy Từ Sơn và Khoa In vừa mới chiến thắng ở vòng 2 với tỷ số tie break 7-5. Và bây giờ là vòng 3 của nội dung 13,3. Ninh Hạ Long sẽ là vận động viên cầm giao bóng lỗi 1. Giao bóng và lên lưới rất là nhanh của Ninh Hạ Long. Có lẽ là Ninh Hạ Long và Ký Vườn Xoài sẽ là hai vận động viên sẽ chọn một lối đánh tràn lưới cả hai. Huy Từ Sơn và Khoa In thì lại là đôi vận động viên đánh một phong một lưới. Trả bóng không tốt của Huy Từ Sơn. Có thể sau khi một cú nhích chân của Ký Vân Xoài đã làm cho Huy Từ Sơn khá là chệch choạc ở trong cái tình huống trả giao bóng. Ba mươi không. Khoa In nên đánh chậm lại một chút. Rất phí. Trong tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ là Huy Trường Sơn sẽ đè bóng dọc dây các bạn ạ. Một pha bóng nổi ngay trước mặt Huy Trường Sơn. Có lẽ là nên đè bóng dọc dây vào trái tay của Ký Vườn Xoài, đó mới là một cái tình huống mà nên chọn. Một pha bóng khá là tiếc cho Huy Từ Sơn. 40-0 cho Ký Vườn Xoài và Ninh Hạ Long. Bóng ngoài rồi. Một pha đánh sượt cuối sân rất hay của Huy Từ Sơn và vào trái tay của Ký Vườn Xoài. 15-40. Giao bóng lỗi.
30-40, những pha bóng đè cuối sân rất hay của Huy Từ Sơn. Bóng cồng chồm cực kỳ cao luôn. Với một cái cú phong rất hay như Huy Từ Sơn mà có một partner có thể ở trên phía trên lưới tốt hơn thì rất là hay. Đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo hơn. Bóng ngoài rồi, kết thúc game đấu thứ hai, tỷ số được cân bằng 1-1. Mười lăm không cho Khoa In. Trọng tài rất ngáo. Các bạn, trong tình huống vừa rồi thực ra trọng tài cho rằng đó là một pha bóng A, nhưng bởi vì rất nhiều người ở ngoài đã nói là bóng một quá nhiều nên là trọng tài quyết định cho giao lại bóng một. Ở góc nhìn của tôi thì tôi không thể nhìn được cái pha đó là gì, nhưng Khoa In lại vẫn cứ giao được bóng ăn điểm trực tiếp. 15-0 cho Khoa In. Mười lăm đều. Tôi cảm giác Khoa In khi đối diện với đối thủ hai lưới, tràn hai lưới thì Khoa In khá là lúng túng để xử lý trong những tình huống như vậy. 15 đều. Giao bóng lỗi. Ba mươi mười lăm. Có lẽ là Ninh Hạ Long đã trả ra bóng cố gắng để xa tay lưới của Huy Từ Sơn nên bóng đã ra ngoài đường biên dọc. 30-15 cho Khoa In. Ba mươi đều. Không có một sai sót nào khi ký vườn xoài ở trên lưới với những tình huống bóng mà ngay trước mặt. Phải nói là pha đối công rất hay của Ninh Hạ Long. Bóng khá là xa tay của Huy Từ Sơn. Huy Từ Sơn không thể sang bóng để mà vào lưới được. 30-40. 40 đều. Một pha giao trái tay của ký vườn xoài khá là hay của Khoa In. 40 đều và chúng ta sẽ áp dụng bóng vàng. Ninh Hạ Long sẽ là vận động viên trả giao bóng trong tình huống bóng vàng. 40-40. Giao lại bóng 1. Ô, sân bên này sao không ai đánh nhỉ? Rất hay cho Huy Từ Sơn. Sau khi một pha bóng hơi bị đảo chiều và vặn sườn thì Huy Từ Sơn cũng đã kịp trở về vị trí để kết thúc ở trên đầu lưới. Cuối cùng thì Khoa In và Huy Từ Sơn cũng đã giữ được cái game giao bóng rất là quan trọng của mình. Tỷ số là 2-1 đổi sân. 2-1 cho Khoa In và Huy Từ Sơn. Ow!
Mới tinh tế đấy. Nhạy cảm. Tỷ lệ 3 được 2 à? Hay ơi. Bốn mươi đều, chúng ta sẽ đến với bóng vàng. Xin lỗi các bạn, vừa gián đoạn một chút. Huy Từ Sơn là vận động viên đang cầm giao bóng. 40-40 bóng vàng. Ký vườn xoài. Trời ơi, hai tình huống hai tình huống xi mát của Huy Từ Sơn đều hỏng, rất phí. Mất game giao bóng rất là quan trọng. Tỷ số là 3-2. 3-2 cho Ký Vườn Xoài và Ninh Hạ Long. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với game đấu thứ 6. Ninh Hạ Long cầm giao bóng 15-0. Ở gần đây đang có sinh nhật các bạn ở trong nhà hàng nên nó hơi bị ồn một chút. Được không? Vâng, nỗ lực rất hay. Rất hay Khoa In trong tình huống đó. 15 đều. Một pha bóng lỏng lẻo thì lại ăn điểm. 15 đều. Đứng đây có nghe được không em? Rất hay. Khoa In trong những cái tình huống né trái đánh phải vừa rồi, Khoa In khá là đáng khen. Giật bóng cực kỳ khó chịu. 15-30. Liệu Khoa In và Huy Từ Sơn có thể bẻ được break của Ninh Hạ Long hay không? Sau khi đã phải chạy cứu tình huống vừa rồi nhưng Huy Từ Sơn vẫn chọn một cái giải pháp đánh rất là khó.
không cần thiết phải như vậy. 30 đều. Đâu đi đường này chú. Trọng tài cho rằng vừa rồi là một tình huống giao bóng tốt của Ninh Hạ Long. 40-30. Liên tiếp là những pha hỏng của Huy Trường Sơn. Hai game gần đây Huy Trường Sơn đánh không đúng phong độ các bạn. Liên tiếp là những pha hỏng ở dưới cuối sân, thật là không đáng có. 2-4 cho Hoa In và Huy Trường Sơn. Game đấu thứ 7. Giao bóng tốt, 15-0 cho Hoa In. Trong tình huống vừa rồi thì Huy Trường Sơn và Khoa In đã có những pha bóng tranh chấp nhau ở trên đầu lưới. 15 đều. Có lẽ là khi Huy Trường Sơn đứng ở trên lưới khá là áp lực cho Ninh Hạ Long. Chính vì vậy mà Ninh Hạ Long đã cố gắng để trả những pha bóng xa tay của Huy Trường Sơn thì bóng lại bị ra ngoài đường biên dọc. Không được rồi. Sau khi những cái tình huống liên tục nhồi vào chân của Khoa In thì Ký Vân Xoài đã kết thúc trên đầu lưới một cách rất là gọn gàng. Đó là một trong những cái tình huống của những vận động viên đánh lưới các bạn. Ký Vân Xoài là một vận động viên phải nói rằng rất là nhiều kinh nghiệm. Vâng, một pha cái ngược lại hướng của Huy Trường Sơn không tốt của Ký Vân Xoài. Quá phí, rất tiếc cho Khoa In và Huy Trường Sơn. Khoa In thì đã rất là cố gắng trong tình huống vừa rồi. 40 đều, chúng ta sẽ đến với bóng vàng. Ký Vườn Xoài là vận động viên cầm ra bóng vàng. Một pha tràn lưới khá hay của Huy Trường Sơn nhưng không đủ ác để có thể ăn điểm. Có được hay không? Khoa In cố lên. Không được. Huy Trường Sơn tại sao lại có thể đánh những tình huống như vậy? Huy Trường Sơn đánh sai rồi, những pha bóng trái tay. Trái tay lại còn vào đúng vào vận động viên Ký Vườn Xoài, là một vận động viên trên lưới rất là hay. Và kết thúc game đấu với tình huống 40-40 thì tỷ số đang tạm thời là 5-2 cho Ký Vườn Xoài và Ninh Hạ Long. Tập trung vào. Huy tập trung vào. Huy đánh lủng quá. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với game đấu thứ 8. Tôi có một cái cảm giác là Huy Trường Sơn có vẻ tụt sức sau khi đã đánh thắng tie break ở trận đấu trước. Luôn luôn ở trong những tình trạng lên bị thiếu chân. Rất hay. Trong
Xong đúng không em? Em lại được không? Trắng chắc luôn. Đấy. Bỏ đấy thì ngoài. Nhìn góc máy đứng ngoài. 30-15 cho Ký Vườn Xoài và Ninh Hạ Long. Ba mươi đều. Rất hay cho Khoa In. Trong hai game đấu này thì Khoa In có vẻ là vận động viên đánh chắc bóng hơn là Huy Tử Sơn. Dàn lưới. Tự tin lên. 30-40, rất hay. Một pha phải nói là Simat rất là chắc chắn và tự tin của Huy Tử Sơn ở tình huống giữa sân. 30-40. Cơ hội bẻ break cho Khoai In và Huy Tử Sơn. Giao bóng lỗi 1. Thiếu chân rồi. 40 đều, chúng ta sẽ áp dụng bóng vàng. Game đấu này thì thực ra là có một chút may mắn và cũng rất buồn cười các bạn. Trong tình huống vừa rồi thì tôi đang đứng ở trên một vị trí rất là cao để nhìn thì đó là một cái tình huống giao bóng lỗi. Nhưng mà trọng tài đã bắt ây luôn cái tình huống bóng vàng ở game đấu đó. Nên là tôi sẽ quay lại để kiểm tra và một chút kiểm tra để biết tình huống bóng đó trọng tài xử có đúng hay không thôi, chứ còn không có tình huống đánh lại. Theo như góc nhìn của chị thì nó sẽ là ngoài đấy. Đấy, vừa xong đấy. Úi giời, ngoài nhiều. Ngoài nhiều. Không ngoài mà. Này, kết thúc rồi nhá. Chắc chắn là sẽ không đánh lại như cái quả vừa xong ấy. Ngoài này. Vừa xem lại va xong ngoài này luôn. Chị có xem cái quả anh Khoa ăn hoa không? Quả đấy cũng ngoài. Đúng đây. Chị không banh bên nào. Không, nhưng mà nếu mà trọng tài mà bù quả này thì hơi ác thật. Tại vì cái quả bóng vàng này 5-2. Nếu mà bù như thế trọng tài hơi ác. Nên nhưng mà nha, cái quả Khoa In đánh cuối sân kia ngoài. Nhưng mà cái quả em vừa giao bóng này, quả này cũng ngoài một gang này.